Biết là cũng rất xúc động báo tin này là nhạc sĩ Tài, người bạn và người đàn anh của đã qua đời mấy ngày qua. Mạng cộng đồng mạng xôn xao khắp thế giới, người Việt của mình với nghệ sĩ rất là bằng lòng. Tưởng nhớ đến anh thì anh cũng là một nhạc sĩ như Từ Phụng trước khi anh trở thành danh hài. Và anh có sáng tác nhạc, anh cũng đờn văn nhạc như Từ Phụng, và trong một những cái sáng tác của anh là bài Nhỏ ơi hay là bài Em ở đâu. Thì để tưởng nhớ đến anh, Phụng xin mạn phép hát cái bài này của anh Chí Tài, chưa bao giờ hát, hôm nay lần đầu hát để tribute tưởng nhớ đến anh Chí Tài. Hy vọng anh sẽ sớm lên thiên đàng và rất xin viên Chí Tài ban nhạc của em cũng đã nhớ đến anh. Phải dời qua đây để mà lời cho nó
We love you, we miss you, never.